Hello, kính thưa quý vị và các bạn. Hôm nay mình ghé thăm một cái hoàn cảnh này cũng rất là đặc biệt. Anh chị cũng có đứa con cũng bị tật đó, rồi cũng có gặp ông Võ Quang Yên. Để vô đây mình hỏi thăm cái trị có hết không nghe. Đây khung cảnh nhà của anh chị. Đâu hết rồi không biết nữa. Làm gì hay sao hả? Sao này? Làm gì đến hai này dịch hả? Cho dịch ăn hả? Dạ lính hả? Nó làm gì ngoài anh hai? Nó mới ra ngoài, nó đâu hiểu nữa kìa, đi ngoài kìa. Hả? Dạ mới tặng cái hỏi nó này. Dạ vô hỏi thăm chơi gì đó mà này còn núi gì không này? Vậy hả? Ra hỏi anh cái vụ mà lính nó đi lên ông Võ Hoàng Yên á là lâu chưa anh? Năm gì đẹp quá mới đây hả? Ừ. Là lúc đó là mà biết thông báo làm sao mà đi tại xuống lúc đi. mà đông quá đông lúc nó còn mấy tí mấy trăm rồi nè, À còn tí làm đâu với gần ở bỏ nghĩa. dạ phải nghe được. Nghe nó chữa bệnh ra vậy đó, dạ rồi chị nó nhắn ngày 2 đêm trở bọt cái dưới đó đó, rồi dạ cổ thì cổ dẫn lại chở chở cho ngay chỗ mà cổ bán đó, mình dạ đâu biết nữa đâu, dạ rồi cổ chở là chỗ người ta làm bệnh đó. Rồi có mua phiếu mua gì không anh, hay là dẫn lại không vậy? Không dẫn lại phiếu, không mua phiếu cái gì đấy. Không mua phiếu gì hả? Không. Vậy mà nghe đâu có chỗ mà Ở biết nó phải không, có ông yêu hộ ông nào mà cũng vậy đó. dạ thì đó ổng nha. Phải không? Dạ Ừ. mà có ông là phải bán phiếu, có người giàu 50 triệu gì phiếu đó chứ chơi đâu. Cái này hình như là không có ra phiếu nào ta. Dạ nhưng mà thì có tiền thì chắc chắn người ta chữa, còn không có thì nhiều khi nó coi coi thì thôi. Vậy hả? Dạ Rồi không có thằng này mấy này thì không được gì đó, những người nhỏ chị không được gì đó. Chị hai thấy hỏi một chị cho chị sao, chị hai nói thấy chị dùng ta đó, chị mấy nhỏ nhỏ đó Dạ. thì cũng bấm bấm cái này bấm bấm cái kia thì nắm con tay bên đây quất cũng quýnh con tay cũng vỗ con tay bên kia vỗ con tay kia rồi hỏi trời ơi. Dạ. Nó kéo lưỡi là hỏi 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 nói hả? Dạ. Cũng làm cái gì vậy bệnh vậy đó mà không nghe nói ông Hoàng Y, Hoàng Y gì biết đâu, sao mới nghe nói ông Hoàng Y này nè, chứ hồi đó mình phải Dạ. ông có Hoàng Y không, ông nào không biết đó, Dạ. cũng chạy cái này cũng chạy có biết rồi. Dạ. Ừ. Lúc đó thì cũng có người hết hả? Hả? Lúc đó thì trị vậy cũng hết. Mà về nhà không biết sao hả? Chị hỏi chị nghe chị hai nó cố còn nó cứ nói nó cũng lấy hỏi chị hai đây, Dạ. hỏi chị hai cũng nghe đã biết rồi anh. Nhìn thấy không? Ông lấy hai cái tay ông tán hai bên nhìn thấy hết hồn luôn. Nghe nói gì đó, Dạ. hỏi nhà chị bệnh Dạ. gì không, Chị. còn chỗ này Dạ. chỗ kia mà lúc Dạ. ông chở thằng còn không biết là chỗ cô thấy chỉ nó chạy với nó là chạy nó chạy ai hết Hết đâu hết. không không hết đâu hả chị? Không. Dạ chứ lúc đó không. Dạ, để cho người ta có nghe Thì hết được. trong khi trị cho người ta thì người ta biết thì nó giờ nó dỡ từ 4 5 cái với bắt đầu người ta đến 1 2 3 4 5 tới 10 Dạ. Đấy, 10 nhưng mà cơ kiểu như ông nói cái nó nói theo cái miệng cái gì? Dạ. không nói ra tiếng luôn, đếm ra tiếng luôn Dạ. đến tới 10 luôn, và bắt đầu mà cũng lâu rồi quên biết rồi là cũng dỡ tay mà nhưng mà canh nó cũng mới được luôn mà nhưng mà Dạ. cái thằng chị đó là không được. À không được. Mà cái lúc đó chị đâu có biết người ta về ta còn hay không hay là hết luôn không biết. Còn không biết bà ma đang xem nó cũng nói cho cái này tôi trị 100 người tôi trị cho 30% Dạ. cái gì À. đâu Mà lúc đó mình vô chứ đâu có mua phiếu mua gì hết chị. à, có mình hiếm gì bữa đi giá tiền cà bơm mới chết luôn à. Dạ. Khi chở nó chó đi về mà Dạ. chở đi cái 4 5 giờ thì về nhà
sắt bây giờ mới về tới nhà. Là mưa á, quá trời mưa. Bây giờ đi kiếm cho anh á, tưởng đâu gì. Thì hôm rồi bây giờ truyền hình cũng có lên, có lên năm cũng dở lô tai qua ấy đó. Tôi nói đông đông dữ hả chị? Đồng lắm, biết bao nhiêu con ta nói ngay chỗ phường một. Ở chỗ ngay cái bản phường một luôn, phường một là Vinh mình luôn. Mà nằm thế này, rồi rồi ông làm hết nguyên ngày hay gì, hết người ta không hay là có người cũng không không làm được. Hết nguyên ngày luôn mà, nhưng mà làm rồi thì ông không biết, mà nhưng mà chỉ là thấy nước lạnh thôi với dầu của mình đó thôi, chứ không có cái gì khác nữa. Mà nhưng mà cũng bán thuốc bán đồ cho uống đó. Rồi thì tao nói hết rồi thì nó không hết. Nó dỗ ta về đi tới năm cái là người ta điểm được. Ồ, hay quá ha. Điểm được. Như thần vậy đó. Còn cái thằng này thì nó thua, nó không thằng này là bị ăn kinh thua. Chở đâu cũng vậy, người ta cũng nói thua. Mà không nghe, mà dỗ lô tay điểm được. Ừ, không có chuyện được mà dỗ lô tay điểm được. Dỗ 5 cái nha. Mưa nó có thể chở đi luôn mà. Mà trời mưa quá, trời mưa, bữa đó mưa dữ dội lắm mà. Chở nó đi rồi vậy, nó biết là làm sao, nó đè nhỏ nó cạo gió cạo việc cái xương sống đầy luôn. Cũng đè cạo nữa. Đè, nó đè nó cạo. Nó đè nó cạo cái gì nữa gì sang nha, xương sống mọc đèn luôn. Có cái bữa em gặp bà, cái bà dưới gì đó Trà Cú á, búng bả làm sao mà búng về phương sưng đậu trên đi bệnh viện luôn, đó là nó quyết trị sao đó. Thầy đó khoảng đợt đó thầy chắc cũng khoảng 40 mấy tuổi. Dạ, 40 mấy tuổi. Không có đâu rồi. Dạ. Cũng cái tí chỉ tí cái mày chở nó xuống đây đi, thấy tao thấy ta làm nó cũng kết quả quá, mình tưởng đâu lại với chúng làm kết quả mình cũng mừng, ai về đâu không được cái gì. Vậy là lính mình cũng đi chở đi tùm lum hả chị? Chở tùm lum ở đây, không chở nào, cứ chở thôi. Dạ. Thời đó nằm trên chim rồi đây, hoặc là giờ chở lên những blim, ông thầy, thầy gì mà chăm cứu một tháng luôn. Mà chăm cứu lúc đó là chăm rút cần nhận, nhỏ cài rồi ốm. Còn chăm rút chuyện ngõ về, ở bán luôn á. Rồi thằng mình đi, đủ chỗ có thành phố mình chưa đi thôi chứ. Còn gặp đó... Bỏ thằng luôn chưa? Còn đợt đó bác sĩ ở thành phố gì cũng chở đi xuống dưới Trà Vinh đó, miễn phí mua, chở với bác sĩ thu luôn. Để ổng lên nói hay quá như thần vậy, mình cũng phải xuống mình coi thì sao. Hay lắm, hay lắm, dỗ lô dỗ vài cái thì nói chuyện được, điểm 1, 2, 3, 9, 10 được, điểm 10 được. Nó được, nó về nhà biết được không? Nó 100% mà nó đạt yêu cầu chừng 30% mà. 100 người có 30 người. Không vậy là cũng ngon quá rồi con gì. Mà bữa đó mưa quá trời mưa mà không biết gì tới nhà có còn không, mình không biết nhà cho tại đó biết được. Dạ. Tại đó biết là mình chưa có gì nữa không? Được không? Còn ngon rồi mà. Còn đi được không? Đi được không? Em qua nó bấm lộn lúc nào thì không được. Thì không được à? Bấm lộn gì thì không được. Không ạ. Gì? Không biết lộn nó lúc nào thôi. Sáng là hôm qua lộn rồi. Lộn điện bấm rồi. Điện đi quận wifi cho cha, điện sim 1 có điện không được. Điện được rồi thì bấm lúc rồi, nào. Rồi đem ta, có đem bài Đặng Yến là làm được gì đây ra, nó bấm sao không được nữa. Rồi nó quậy không. Ủa cái này tắt wifi mà, mình có wifi không? Wifi cũng muộn thôi. Mũi này nhà nè. Đi vô. Ở đây đi vô. Rồi vô nè. Mình vô nhà nó không vô. Cái gì? Đâu, cái gì Zalo hả? Trời ơi, quá trời luôn nè. Biết, ai đâu biết. Chị nó không biết gì mua cho nó 1, 2 rồi cho bằng được, người ta mua cho được cho nó. Nè, Tiết Lan gọi gì nè, Tiết Lan gọi là gọi nhớ nè. Gọi lại không? Ờ, nó kia nghe được không? Nhỏ ra nhỏ là ta ba đua ba đứa con này học toán mà về ta phải mua cho nó được 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 rồi nè. Rồi đó. Đó, đó. Tại tắt wifi giống như vậy. Hả? Dạ. Yeah. Ờ, cái mời ý nó cũng ấy hồ bị khóa gì đó không biết. Rồi đem về đây bấm cho không lấy được cho nó. Bấm luôn không khóa hoài. Rồi trời luôn mà đăng ký gì đó đây nè. Dạ. Chị ba điện đó, chị ba điện dữ quá. Chắc đang đi làm quá hả? Không, nhỏ này ở nhà. Dạ. Nhỏ thứ ba này ở nhà. Còn nhỏ đang ngủ rồi, nhớ đi nữa. Là vậy? Thôi đi khác đi. Con nhỏ thứ tư thì giờ này chắc ngủ rồi.
con Út có thì làm tối ngày không nghe. Dạ. Vỗ tay gì đó, vỗ tay gì đó. Yeah. Nó vỗ dày ra thì đếm 5, còn nó vỗ lỗ tay về nó vỗ hai lỗ tay bóp bóp một con bóp đếm đủ 5 lần là cũng cũng đếm được. Dạ. Yeah. Vỗ 5 cái thôi là cũng được. Vỗ tay bệnh. Dạ. Vỗ tay thằng bệnh nó vỗ 5 cái thầy đó, vỗ 5 cái về. Thì đếm được. Vỗ vỗ về 5 cái thằng đếm được. Nghe được, biết thì mình vỗ dày nghe. Biết thì vỗ lỗ tay nghe. Yeah. Nó câm thì nó vỗ thì mình nó rơi nó chuyện được. Hay quá. Trời ơi, mưa bữa nó giảm chết luôn. Nó vỗ là điếm luôn hả? Anh nghĩ nói luôn, nghĩ nghe luôn. Vỗ 5 cái là điếm được. Năm anh đó là tiện hết á. Bị giảm mới ảnh bệnh. Dạ dạ, bệnh mới đây giống như là bị ù tai rồi thôi à. Nhưng mà biết sao à, ít cái trị rồi nó được bị ù. Giờ biết ở đâu trị. Không có sao trị không hết, mới là hết. Nó đó là giờ mới trị đó bệnh ra. Mà chắc hết rồi, trong khi hết chuyện mấy bữa đó nó cho uống nước lạnh không giờ có thứ gì. Vậy là sao không hết bệnh? Hay là lạnh với thuốc tẩy của nó thôi chứ còn dầu tha là dầu của mình á, dầu Phật linh Phật gì của mình đó chứ có gì khác đâu. Mà người ta trời biết bao nhiêu người ta đông dữ dội lắm. Tại vì ta nghe cái tiếng không á. Cái đó thì mấy còn... trăm người có á, bữa đó về trời ơi tại vì không tên luôn. Dạ. Mà ở đâu là bệnh câm là cần thiết trị không vậy, vậy mà mấy cái tỉnh khác ta cũng biết cũng hay chạy lại nhóc luôn. Bởi vì nghe nó điếc, nghe nó câm mình cũng mừng cũng chở nó đi. Dạ. Rồi kia nó chở đi chứ buộc thiệt thì phải chở đi, thì đi chở đi. Dạ.